Nhân viên cà phê mèo sẽ làm việc như thế nào không? Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy một ngày làm việc của tụi mình nhé. Ca làm sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 7 giờ là mình đã dậy để chuẩn bị. Do mình ghét dậy sớm nên nhìn quạo vậy thôi á, chứ mình hiền lắm. Giờ thì thay đồ đi làm, chứ khi đi làm nhớ hôn mèo một cái. Đang đứng chờ một bánh mì sẵn quay ra đường phố cho mọi người coi luôn. Sáng thứ hai là đường vắng dữ lắm. Sau 20 phút đi xe thì mình tới quán, mình làm ở cafe coffee ở đường Nguyễn Thị Minh Khai đó. Chưa mở cửa là thấy mấy đứa nằm chờ rồi nè, vừa bước vào lại nghe những âm thanh rất là thân thương luôn. Giờ thì là chuyên mục chải lông mèo. Chủ yếu là mèo Anh lông dài nên mỗi con mình chải chỉ cũng gần 20 phút. Đây là chị Phương, cũng là nhân viên đang chải lông cho con Maine Coon, mặt nó như con sư tử vậy á. Mỗi lần chải xong là mỗi con ra một cục lông to tròn như thế này nè. Tưởng chừng bị chửi nghèo là chưa đủ, các bạn có thấy bao cùng các mèo khổng lồ này không? Và các bạn biết rằng ai phải hốt hết đống này không? Dĩ nhiên là mình rồi, vừa hốt vừa có người theo dõi nữa. Hốt xong thì lại có đứa vào mở hàng nên mình lại phải hốt tiếp. Dọn dẹp lau nhà xong thì tới chuyên mục đeo vòng và yếm. Một combo sẽ nhìn như thế này nè, con cá đàn xinh ghê không cơ chứ. Giờ thì mặc tập về rồi chuẩn bị đón khách nè. Công việc chính của mình á là hướng dẫn khách chơi với mèo và dọn nước. Quán đất hay có trẻ em nên là mình còn phải để ý mấy bé nữa. Công việc phụ là mua vui cho mấy con mèo cho nó đỡ stress, mà mua mà nó không vui thì mình cũng tự vui chứ mình cũng stress lắm. Lâu lâu thì mình có cứu mấy con mèo khỏi mấy chỗ lạ kỳ như thế này, không hiểu sao tụi nó chui vào làm gì rồi để bị kẹt nữa. Tưởng chừng mình chăm lo cho tụi nó cực khổ như vậy thì tụi nó sẽ thương mình lắm, nhưng không, tụi nó khinh mình ra mặt luôn á mọi người à. À, lâu lâu có khách đem mèo tới thì mình cũng phải đảm bảo mấy bé hòa đồng với nhau nè. Trưa trưa thì cả bọn đi ngủ, mình cũng phải dặn khách để các bé nghỉ ngơi không được làm phiền. Trưa trước khi kết ca thì cũng phải cho cả đàn ăn trưa nữa. Nay thì ăn hạt trộn với lại pate whiskas nè. Cả bài bu lại ăn, con nào cũng ú nao ú nần vậy á. Nhìn cưng ghê. Thật ra thì làm cà phê mèo cực hơn mấy quán cà phê thông thường nhiều, nhưng mà mình làm vì thương tụi nhỏ ấy. Làm từ lúc mà quán lúc mới mở luôn, có mấy con mình nuôi từ hồi bé tí à nên thương tụi nó nhiều lắm. Có lần cũng định nghỉ do dịch nhưng mà không nỡ bỏ tụi nó nên cứ làm đi làm lại hoài, giờ chắc cũng được 2 năm rồi đó. Giờ mình coi tụi nó như là gia đình của mình vậy đó. Nếu mấy bạn cũng thích mèo thì các bạn hãy ghé quán cà phê của mình ở đường Nguyễn Thị Minh Khai nha. Không ngắm mèo thì lên ngắm mình cũng được nè, mình cảm ơn ấy. Steps. 1, 2, 3, 4, come on.